Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp tục ở đơn vị số 7 nhé. Now Unit 7, The World of Work, Section A, A Student's Work. Rồi bây giờ chúng ta mở tập mở sách ra, cùng nghe cô giảng và chép bài với cô nhé. Now open your books and notebooks. Okay, now I want listen and practice to a partner. Now open your notebooks and write down some vocabulary. Okay, rồi bây giờ các bạn mở tập ra và chép một số từ vựng vào với cô nha. Now the first one is late. Late, late. Chúng ta có từ late, nó là trễ ha các bạn ha. Trái nghĩa với nó là early. Early, sớm ha. Late, early. Và chúng ta có cụm từ be late for school, trễ học ha. Và nhớ cho cô cái giới từ for đi với từ late nha các bạn. Late for, trễ, cái gì đó chúng ta đều dùng cho cô giới từ for. Be late for school. Ví dụ mình muốn nói tôi sẽ trễ học, I will be late for school. Ok, I will be late for school. Now last, mình sẽ gặp từ này và nó có chức năng là một động từ nha các bạn. Last, kéo dài. Now it lasts for almost 3 months. It lasts for almost 3 months. Nó kéo dài trong hầu như là 3 tháng ha, gần 3 tháng. Hard. Từ này nó vừa là tính từ vừa là trạng từ nha các bạn. Và nghĩa của nó có rất là nhiều nghĩa tùy cái ngữ cảnh của câu mà mình dịch cho nó đúng. Ha, chăm chỉ, cực nhọc, khó khăn vân vân ha. Hard. They work very hard. À, trong câu này từ hard nó bổ nghĩa cho động từ work thì nó sẽ đóng vai trò là một trạng từ nha các bạn. They work very hard. Họ làm việc rất là chăm chỉ hoặc là họ làm việc rất là cực nhọc vân vân. They work very hard. À, và cái cấu trúc cuối cùng trong cái bài này cô tìm thấy đó là we have fun working together. We have fun working together. Chúng tôi có niềm vui làm việc cùng nhau. Các bạn chú ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ nè. Sao we have fun nè, động từ work chúng ta phải đưa về verb in ha, working. We have fun working together. Rồi chú ý các bạn và chúng ta chép vào lại hết trong tập cho cô nha. Ok. Rồi trong cái phần A1 này, cô muốn lưu ý các bạn một số điểm ngữ pháp. Và cái điểm ngữ pháp này nó có xuất hiện trong bài thi nha, chúng ta nghe cho kỹ nha. À, trong bài này chúng ta sẽ gặp bạn Hoa. Và bạn Hoa bạn bảo rằng bạn làm bài tập về nhà của bạn khoảng 2 tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày bạn Hoa mất khoảng 2 tiếng để làm bài tập về nhà của bạn. Như vậy chúng ta có thể diễn đạt câu này bằng công thức đó là it takes. Cấu trúc it takes. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào đây? It takes Hoa about 2 hours to do her homework each day. Bạn Hoa mất khoảng 2 tiếng để làm bài tập về nhà mỗi ngày. Và các bạn chú ý cho cô đi với it takes. Thì cái động từ làm này nè. Sao it takes nó phải đưa về dạng to verb cho cô nha. Chúng ta cùng rút ra công thức với cô nè. Đây các bạn nhìn nha. Đầu tiên sẽ là it takes ha. Bởi vì it là ngôi thứ ba xuất hiện ra động từ take, chúng ta phải thêm s ha. Nó ở hiện tại đơn ha. Rồi sao it takes, đó chính là Hoa nè. Các bạn thấy Hoa không? Và Hoa này đóng vai trò là một object trong câu. Object, cô ký hiệu là chữ O, object ha. Là một object trong câu, một tân ngữ trong câu. Rồi, about 2 hours, khoảng 2 tiếng, đó chính là thời gian. Cô ký hiệu là chữ time, thấy chưa? Cô ghi là chữ time. Rồi, sau thời gian, cái động từ to do, cô sẽ đưa về dạng to verb. Các bạn thấy chưa? To verb. Rồi, phía sau là cái gì chúng ta viết lại cái đó ha, 3 chấm, viết lại thôi. Rồi, cái mốc ở đây là chúng ta nhớ cho cô này cái công thức này nè. Đầu tiên là it takes. Sao it takes Hoa đóng vai trò là một object. Rồi, about 2 hours là một cái thời gian, time. Và sau thời gian sẽ đưa về to verb. Rồi, chúng ta sẽ biến đổi thành cấu trúc có nghĩa tương đương của nó như thế này. Đây. Rồi, các bạn chú ý nha. Chúng ta không dùng take nữa mà chúng ta sẽ chuyển thành spend. Thấy rõ chưa? Từ it takes chúng ta sẽ đổi thành chữ spend. Cô đóng ngoặc mở ngoặc chữ s đối với chữ spend và bởi vì nếu chủ từ là he, she, it thì chữ spend chúng ta thêm s vào. Còn nếu chủ từ không phải là he, she, it mà là I, we, you, they hoặc là hai người trở lên thì chúng ta không cần thêm s ha. Rồi như vậy chúng ta đổi chữ it takes thành spend. Tới đây chúng ta làm được ha. Xong rồi các bạn chú ý nè.
hoa đúng rồi, trời, ở câu xác là object đúng không? Object thì chúng ta đem xuống cái cấu trúc với span thì chúng ta sẽ đem hoa lên đầu câu, đem hoa lên đầu câu, và lúc này hoa đứng đầu câu thì không còn có chức năng là object nữa mà biến thành subject, thành chủ từ rồi ha, thành chủ từ rồi ha. À, như vậy thì từ object chúng ta phải biến thành subject cho cô. Rồi tới đây được chưa, cô nói lại nha. Để biến đổi cái cấu trúc này nè, đầu tiên chúng ta đổi it takes thành span, sau đó chúng ta đổi object thành subject ha. Rồi cái thời gian nè, cái thời gian chúng ta ghi lại thôi, thời gian ghi lại hết cho cô ha, thời gian ghi lại. Rồi cái quan trọng nhất là to verb, các bạn đổi cho cô thành verb in ha. Quan trọng nhất là to verb đổi thành verb in, bởi vì đi với it takes thì chúng ta xài to verb, nhưng mà đi với span thì chúng ta bắt buộc phải xài verb in. Như vậy thì đổi từ it takes qua span, chúng ta nhớ cái quan trọng nhất là đổi to verb thành verb in cho cô. Như vậy có công thức này rồi. À, chúng ta cùng biến đổi cái câu trên nha. Thay vì nói là it takes her about 2 hours to do her homework each day, cô sẽ đổi thành, đây các bạn thấy không, hoa nè, hoa sau it takes nè, cô đem lên đầu câu nè, đóng vai trò làm subject nè, thấy chưa. It takes cô đổi thành spend, bởi vì hoa là ngôi thứ ba xuất, thành ra chữ spend cô thêm s, thấy rõ chưa. Rồi thời gian là about 2 hours, cô viết lại about 2 hours. Nào, hoa spends about 2 hours. Và cái bước tiếp theo quan trọng nhất là cô sẽ đổi to do thành doing. À, to verb sẽ được đổi thành verb in. To do her homework each day ở câu trên sẽ đổi thành doing her homework each day. Ok. Rồi, như vậy thì khi chúng ta gặp một cái cấu trúc là it takes là yêu cầu mình đổi thành spend, thì các bạn nhớ cái công thức này để biến đổi cho nó đúng cho cô nha. Để biến đổi cho nó đúng. Rồi bây giờ nè, dựa vô cái công thức này, dựa vào cái mẫu, các bạn làm thử cho cô hai câu dưới đây nha. Câu thứ nhất, it takes her 2 hours to wash her clothes every day. À, cô ấy mất 2 tiếng để giặt quần áo của cô ấy mỗi ngày. Như vậy ở đây người ta cho công thức là it takes, thấy chưa. Cái object ở đây chính là her, thấy rõ chưa các bạn, her. Thời gian là 2 hours, 2 hours. 2 verb chính là to wash, to wash. Rồi bây giờ mình sẽ đổi thành spend nè. À, các bạn làm thử nha. Rồi đó là câu thứ nhất. Rồi câu thứ hai. Câu thứ hai. Bây giờ người ta cho ngược lại, người ta không cho là it takes trước nữa mà người ta cho spend trước. À, người ta cho từ A đổi qua B được rồi. Bây giờ ta cho ngược, ta cho từ B đổi qua A thì mình cũng phải làm được cho cô nha. Rồi các bạn nhìn nè. Bây giờ ta cho spend đổi thành it takes thì nó cũng đơn giản thôi, đúng không? Đổi ngược lại thôi mà. Rồi bây giờ ai đóng vai trò là subject? Spend, thấy rõ chưa? Thời gian chính là 30 minutes, 30 phút. Rồi, verb in chính là cleaning. Rồi bây giờ mình đổi qua it takes đi. À, đổi qua it takes. Và nhớ cho cô đổi chi ai đang là subject nè, phải đổi thành object cho cô. Như vậy object của ai là gì? Cô nhắc nhẹ chút xíu, đó là me, đúng không? Như vậy ai mình sẽ đổi ngược lại thành me. À, người ta cho ai thì mở nó thành me. À, cho you thì giữ nguyên you, tại vì subject với object you giống nhau, đúng không? He thì đổi thành him, she, her, it cũng là it, we thì lại là us, they, them. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta làm thử cho cô nha. Cô cho các bạn 30 giây làm thử thôi nè. Rồi, sửa cho cô nha. Sửa nha. Rồi sửa thử coi mình làm đúng không nha. Ở câu thứ nhất nè, it takes her 2 hours to wash her clothes every day. À, chúng ta sẽ đổi thành her, đem xuống đổi thành she, thấy rõ chưa. Rồi it takes sẽ đổi thành spend. Ok, it takes đổi thành spend, bởi vì she là ngôi thứ ba xuất, thành ra chữ spend phải có s. À, các bạn chú ý khi thi online, à, người ta cho mình toàn bộ là trắc nghiệm. Thật ra mỗi câu, à, trong bốn cái lựa chọn đó, bốn cái option đó, các bạn sẽ thấy nha, người ta biến đổi chỉ còn một tí xíu thôi mà mình không để ý, mình chọn là mình thua liền. Các bạn thấy nè, ở đây chủ từ là she, ngôi thứ ba xuất, thành ra chữ spam phải có s. Nhưng mà có một câu nó để she spam mà nó không để chữ s vô thì chúng ta có chọn không? Không nha. Nhớ nha, phải để ý từng chi tiết nhỏ nhất khi làm trắc nghiệm. Nhớ cho cô điều đó. Rồi thời gian là 2 hours, viết lại. Thấy rõ chưa? Rồi ở đây người ta đặt it to wash thì mình phải đổi thành washing.
mà mình thấy một cái option mà người ta không để washing mà ta để to wash hay là wash không thì chúng ta có chọn không? Không nha, bắt buộc phải là verb in. Spend thì phải là verb in cho cô. Rồi, her clothes every day, viết lại. Các bạn thấy rõ chưa? Rồi, như vậy ở câu thứ hai nha. Câu thứ hai. Câu thứ hai bây giờ ta cho spend, tôi đổi ngược thành it takes. À, it takes. Các bạn chú ý nè, chủ từ là ai thì chữ spend không cần thêm s, thấy rõ chưa? Nhưng mà it takes, it ngôi thứ ba xuất thì chữ take buộc lúc nào cũng phải có s rồi. Ở hiện tại đơn lúc nào phải có s rồi. Rồi bây giờ subject là ai thì object tôi đổi thành me, đúng không? Rồi 30 minutes là thời gian, tôi viết là 30 minutes. Cleaning verb in đi với spend verb in xuống đi với it takes tôi đổi thành to clean. À, trong cái đề mà người thấy có một cái option mà để luôn cleaning là không chọn nha. It takes thì phải đi với to clean cho cô. Phải đọc thật kỹ đề. Trắc nghiệm à, nó khó ở chỗ chúng ta mà ẩu là chúng ta bị dính liền. Nhớ phải đọc thật kỹ đề, đọc thật kỹ bốn cái option. À, cái nào chúng ta cảm thấy ờ đúng hết rồi, chắc chắn hãy chọn. Và cô dặn các bạn một điều nữa, thi giữa học kỳ vừa rồi có những bạn nộp bài rất sớm để làm gì vậy? Nộp sớm đâu được cộng điểm, đúng không? Cô không hề cổ vũ các bạn nộp bài sớm. Các bạn phải đọc thật kỹ và cái trang cuối cùng nó có chữ gửi, đừng dại dột nhấn vô gửi liền. Đọc thật kỹ, cái nào dễ làm trước, cái nào còn lấn cấn, chưa có sure, chưa có chắc, quay trở lại dò thật kỹ cho cô. Chứ cái gì mà thời gian người ta cho làm bài tới 45 phút, cô thấy có bạn mới có 5 phút nộp bài rồi. À, và những bạn đó chắc chắn điểm không có cao. À, điểm không có cao. À, rồi bây giờ cô dặn lại nha. Chúng ta phải đọc thật kỹ. Thấy ở đây ta để it takes me 30 minutes mà ta để cleaning không chọn. Phải tìm cái thằng nào có to clean tôi mới chọn. Nhớ nha. Rồi, đây là một cái cấu trúc mà các bạn sẽ gặp trong cái đề thi. Trong cái đề thi, nhớ học kỹ, ôn kỹ cái cấu trúc này cho cô nha. Các cô sẽ cho các bạn một số câu nữa trong cái bài tập ôn sắp tới để chuẩn bị cho kỳ thi ha. Rồi, chúng ta chép lại hết cho cô công thức ha, và nhớ ghi hết những cái câu ví dụ vào cho cô nha. Rồi, đó là những cái mà cô lưu ý cho các bạn trong cái phần A1 chúng ta gặp ha. Rồi, bây giờ chúng ta vô A1. Chúng ta mở sách ra nha, mở sách ra. Now open your books. À, chúng ta sẽ nghe một bài hội thoại giữa hai người, đó là bạn Hoa và chú của bạn ấy nha. Now listen. Unit 7. The world of work. A student's work. 1. Listen. Then practice with a partner. Eat your breakfast, Hua. It's 6:30. You'll be late for school. I won't be late, Uncle. I'm usually early. Our classes start at 7. And what time do your classes finish? At 11:15. Then in the afternoon, I do my homework. That takes about 2 hours each day. You work quite hard, Hua. When will you have a vacation? Our summer vacation starts in June. It lasts for almost 3 months. What will you do during the vacation? I'll go see Mom and Dad on their farm. I always like helping them. They work very hard, but we have fun working together. Okay. Now look at the conversation between them. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái bài hội thoại giữa họ nha. À, Uncle and Hòa. Uncle and Hòa. Rồi chúng ta coi lại cái bài hội thoại nha các bạn. Và chúng ta nghe lại một lần nữa nè. Unit 7. The world of work. A student's work. 1. Listen. Then practice with a partner. Eat your breakfast, Hòa. It's 6:30. You'll be late for school. I won't be late, Uncle. I'm usually early. Our classes start at 7. And what time do your classes finish? At 11:15. Then in the afternoon, I do my homework. That takes about 2 hours each day. You work quite hard, Hua. When will you have a vacation? Our summer vacation starts in June.
It lasts for almost 3 months. What will you do during the vacation? I'll go see Mom and Dad on their farm. I always like helping them. They work very hard, but we have fun working together. Ok, rồi bây giờ cô và các bạn sẽ đọc lại câu cái bài này à, có những chỗ nào mà chúng ta cần lưu ý nè. Chúng ta nhớ cầm viết lên và gạch dưới những phần quan trọng với cô nha. Cô yêu cầu gạch dưới chỗ nào các bạn nhớ gạch nha. Now, Uncle, it's your breakfast huh? It's 6:30, you'll be late for school. Đây, hồi nãy cô ôm cho các bạn, nhắc cho các bạn cái cụm từ này nè, nhớ không? Late for school, đó là trễ học. À, nhớ cái giới từ for cho cô nha. You'll be late for school, con sẽ trễ học mất thôi, ok? I won't be late, Uncle. I'm usually early. À, bạn Hoa khoe là bạn Hoa không bao giờ trễ chứ, sẽ không trễ đâu. Bạn Hoa thường sớm thôi. À, thường sớm thôi, bạn Hoa là bạn học sinh rất là nghiêm túc ha. Đi học sớm không ha, các bạn chú ý ha. Chúng ta đi học cũng vậy nha. Nhớ tới trường sớm, đừng bao giờ đi trễ. Đi trễ sẽ bị các bạn sao đỏ ghi tên, sẽ ảnh hưởng tới cái hành kiểm của mình. Nhớ chú ý nha. I won't be late, Uncle. I'm usually early. Our classes start at 7. À, mới có 6 giờ rưỡi thôi mà bây giờ các những tiếng học của con, các con là bắt đầu lúc 7 giờ lận. Thật ra con sẽ không trễ đâu, chú đừng có lo lắng ha. Ok. And what time do your class finish? À, vậy nó kết thúc lúc mấy giờ thầy? At a 11:15. À, lúc mấy giờ các bạn? A 11:15, 11:15. Như vậy là cái giờ học, cái buổi học của bạn Hoa ngược với lại các bạn học sinh trường Chu Văn An mình đúng không nè? À, lớp 7 bạn Hoa học buổi sáng, bắt đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc lúc 11:15. Như vậy thì mình là học ca buổi chiều. À, ca buổi chiều thường là mình bắt đầu tiết học lúc 12:45, nhưng mà mình phải có mặt ở trường lúc 12:20, đúng không nè? 12:30 trống đánh mà lên mình truy bài, dò bài với các bạn, đúng chưa? Như vậy thì tiết học của mình là bắt đầu sớm hơn hay muộn hơn của bạn Hoa các bạn? À, bạn Hoa bắt đầu lúc 7 giờ sáng, còn mình là bắt đầu buổi chiều thì chắc chắn mình muộn hơn rồi, đúng không? Trễ hơn rồi. Then in the afternoon I do my homework. That takes about 2 hours each day. À, các bạn chú ý nè. À, câu này của bạn Hoa là vào buổi chiều bạn ấy làm bài tập về nhà. Và cái điều đó, cái điều là cái chuyện làm bài tập về nhà đó mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày của bạn ấy. Như vậy chúng ta mới vừa học cấu trúc it takes với là spend. Thay vì nói that takes about 2 hours each day, chúng ta có thể nói là Hoa spends about 2 hours doing her homework each day. Đúng không? À, cái cấu trúc chúng ta mới vừa học đó. À, chúng ta có thể biến đổi cái câu này lại, đúng không nào? Now you work quite hard, Hoa. À, Hoa ơi, cháu học hành rất là khá là chăm chỉ đó. À, khá là cực đó. Ok. You work quite hard, Hoa. Ừ. Chữ ha này chúng ta có rất là nhiều nghĩa ha. Chăm chỉ cũng được, cực nhọc cũng được ha. You work quite hard, Hoa. À, Hoa ơi, cháu học hành khá là chăm chỉ đó. When will you have a vacation? Và khi nào cháu sẽ có một kỳ nghỉ đây? Our summer vacation starts in June. Các bạn chú ý nha, gạch dưới cho cô chữ in June nè, vào tháng 6, đúng không? Kỳ nghỉ hè bắt đầu vào tháng 6. Và đi với tháng thì chúng ta phải dùng giới từ in. Nhớ nha, tháng dùng in, năm cũng dùng in, tháng kết hợp với năm cũng dùng in. Nhưng mà xuất hiện thứ với ngày vô thì tháng với năm không còn quyền hạn gì cả. Thấy thứ với ngày là phải chọn on liền cho cô. Nhớ nha, tháng không thì in, năm không thì in, thấy thứ hoặc là ngày xuất hiện, chuyển qua on liền cho cô. Nhớ nha. It lasts for almost 3 months. À, nó kéo dài trong hầu như là 3 tháng. What will you do during the vacation? À, cháu sẽ làm gì suốt trong kỳ nghỉ? During, suốt trong nha các bạn, suốt trong kỳ nghỉ. Bạn nào không biết nghĩa của từ này chúng ta có thể ghi vô trong sách luôn ha. Suốt trong kỳ nghỉ cháu sẽ làm gì? I go and see mom and dad on their farm. À, cháu sẽ đi thăm bố và mẹ ở nông trại nè. À, I always like helping them. Chúng ta gạch dưới chữ like helping cho cô nè. So like verb in, thấy chưa? À, và bạn Hoa luôn luôn thích giúp đỡ bố mẹ ở nông trại. They work very hard. À, they work very hard. Ở đây chúng ta có thể dịch là họ làm việc khá là cực nhọc.
ha, trong mỗi tình huống chúng ta dịch cái ngữ cảnh đó nó cho phù hợp nha các bạn nha, chữ từ ha đó nó nhiều nghĩa lắm, chúng ta mỗi tình huống chúng ta dịch trên đó phù hợp. They work very hard, họ làm việc khá cực nhọc đó, but we have fun working together, thấy chưa, nhưng mà chúng tôi có niềm vui làm việc cùng nhau ha. Lao động là vinh quang mà đúng không, à, mặc dù là làm việc rất là cực nhọc nhưng được làm việc là vui rồi. À, we have fun working together. Chúng tôi có niềm vui làm việc cùng nhau. Ok. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo nha các bạn. Phần tiếp theo. Rồi, trong phần tiếp theo chúng ta có một số câu hỏi. À, câu hỏi cần trả lời nha. Ở câu thứ nhất nè. Ở câu thứ nhất. What time do Hoa's classes start? Những tiết học của Hoa bắt đầu lúc mấy giờ? À, những tiết học của Hoa bắt đầu lúc mấy giờ? Rồi, chúng ta đọc lại bài hội thoại vừa rồi và chúng ta tìm câu trả lời cho cô nha. What time do Hoa's classes start? Ok. Hoa's classes start at 7. À, những tiết học của bạn Hoa bắt đầu lúc 7 giờ, quá rõ ràng rồi ha các bạn ha. Nào, sentence B. What time do they finish? À, vậy chúng kết thúc lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ các bạn? Nãy mình đọc rồi ha. Đó chính là they finish at a quarter past 11. Ok. Now C. For how many hours a day does Hoa do her homework? À, bạn Hoa làm bài tập về nhà của bạn trong bao nhiêu tiếng một ngày? À, bao nhiêu tiếng một ngày? À, câu này nãy giờ chúng ta đọc cũng nhiều lắm rồi đó. À, các bạn trả lời nha. Rồi, trả lời xong giờ đáp án với cô nè. Rồi, thấy câu trả lời chưa? Thấy rồi, chúng ta cùng giờ đáp án nha. Hoa does her homework 2 hours a day. Ok, bạn ấy làm bài tập về nhà 2 tiếng một ngày. Nào đi. What will Hoa do during her vacation? Bạn Hoa sẽ làm gì suốt trong kỳ nghỉ của bạn ấy đây? Ok, now she will visit her parents on their farm during her vacation. À, bạn ấy sẽ thăm bố mẹ trên nông trại suốt kỳ nghỉ chứ còn làm gì nữa đúng không nè. Rồi, chúng ta còn câu hỏi E, ok. What about you? Oh, bây giờ là hỏi về các bạn rồi nè. Bây giờ mình phải tự trả lời cho chính bản thân mình nha. Cô chỉ gợi ý thôi, các bạn sẽ trả lời theo của các bạn. What about you? Do your classes start earlier or later? Do you work fewer hours than Hoa? À, còn các bạn thì sao? Những tiết học của bạn bắt đầu sớm hơn hay muộn hơn? À, do you work fewer hours than Hoa? Bạn có làm việc ít giờ hơn bạn Hoa hay không nè? Rồi, cô chỉ gợi ý thôi nha, còn trả lời là của các bạn nha. À, đối với mình học buổi chiều thì mình nói là my classes start later. Mình bắt đầu tiết học muộn hơn, đúng không nè? Rồi, mình thấy mình làm việc nhiều giờ hơn bạn Hoa thì mình trả lời là no, đúng không? À, no, I work more hours than Hoa. Không, tôi làm việc nhiều giờ hơn bạn Hoa. Ha. Còn nếu mà mình làm ít giờ hơn bạn Hoa thì mình nói là yes, I work fewer hours than Hoa. Ok, rồi. Tùy các bạn nha, tùy các bạn trả lời thì yếu các bạn. Now F, when does your school year start? Cái này các bạn cũng phải trả lời ha. Năm học của mình bắt đầu khi nào? Bắt đầu khi nào? À, bây giờ chúng ta đã được bắt đầu năm học vào đúng ngày khai giảng, đó là 5 tháng 9 rồi đúng không? À, mấy năm trước còn bắt mình đi học sớm 15 tháng 8 đúng không các bạn? À, mấy năm sau này là ta cho mình đi học đúng vào ngày 5 tháng 9 ngày khai giảng rồi. Now it starts on the 5th of September. Ok, nó bắt đầu vào ngày 5 tháng 9. Rồi, câu cuối cùng, when does it finish? Vậy nó kết thúc khi nào? Thường là mình kết thúc năm học vào khi nào các bạn? Khoảng cuối tháng 5 đúng không? Cuối tháng 5. It finishes at the end of May. Ok, vào cuối của tháng 5. Rồi, các bạn ghi nhận lại hết những cái gợi ý của cô. Rồi các bạn, nếu cảm thấy các bạn muốn trả lời theo ý mình thì các bạn cứ việc trả lời theo ý mình ha. Cái này ba câu cuối là mình phải tự trả lời, cô chỉ gợi ý cho các bạn thôi nha. Ok. Rồi, bài học A1 của chúng ta tới đây là hết rồi. Bây giờ các bạn chú ý homework cho cô nè. Learn vocabulary đương nhiên rồi ha. Answer the question, trả lời câu hỏi ha. Prepare unit 7 A2. Ok, chuẩn bị bài số 7 phần A2 tiếp theo. Now goodbye and see you again. Chào các bạn nha. Chúng ta sẽ gặp lại ở phần